Thôi xin chào cả nhà, hiện tại thì mình đang vào con hẻm để thăm lại dì Mười, người có 9 người con, mất 3 người còn 6 người. Và cả 6 người thì cũng hoàn cảnh cũng khá là khó khăn. Và dì Mười thì có nhiều người Mạnh Thường Quân đã ngỏ ý hỗ trợ giúp cho dì Mười một cái nơi ở. Tuy nhiên dì Mười không nhận, mà dì Mười chỉ thích sống lang bạc ở ngoài vỉa hè, ngoài cái hành lang trước nhà người ta. Hôm nay thì mình quay trở lại với một cái món quà nhỏ để gửi dì Mười tiếp tục sau Tết các bạn. Đây dì Mười đang ngồi, có hôm nay hên quá có dì Mười. Chào dì Mười. Ơi. Dì Mười khỏe không? Cũng dạ. Mệt vậy. Mệt hoài hả dì Mười? Dì Mười nhớ con không? Nhớ. Dạ. Dì Mười về quê ăn Tết có vui không? Có gì đâu vui. Dạ. Ở nhà quê mà về nằm cho nó nghỉ cho nó khỏe. Cúng dạ. Trước thì cúng. Dạ. Dì Mười lên Sài Gòn từ bao giờ? Lên nữa mùng 8. Lên bữa mùng 8 hả? Dạ. Rồi. Rồi về quê dưới nhà đó có con cái gì không? Có con dâu. Có con dâu chứ con ruột không về hả? Con dâu con chồng nó chết rồi, về bị đồ đạc để cúng quả đó. Dạ. Về cúng thôi. Chứ con ruột không có ai về luôn. Không. Dạ. Rồi bấy lâu nay mà con đến thăm dì Mười, gửi quà cho dì Mười á. À. Dì Mười có mua thuốc uống chưa? Uống rồi, mỗi ngày mới uống. À, có đỡ không dì Mười? Uống mệt mệt rồi. Uống mệt mệt hả? Ờ. Dạ. Mở miệng viêm dạ dày. Trong người nó đủ thứ bệnh đó rồi. Viêm dạ dày. Viêm dạ dày. Rồi nó hở viêm tim. Hở bên dù, tim nữa hả? Ờ, dù rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình là dì Mười đi khám bệnh rồi. Ờ, khám rồi. Nằm dạ. Nhà thương mấy lần rồi mà. Nằm nhà thương rồi. Ừ. Dạ. Vô y tế quận 10, xong rồi đưa quan 115. Dạ. Dạ. Nhiều người nói bà sao không về chỗ con cái ở mà cứ thích sống ở ngoài chi cho mệt, ừ, tuổi già rồi. Ở nhà mà mình giờ con ruột mình chưa ra diện thứ con dâu. Mình làm ra tiền kính trọng, còn làm ra tiền nó nuôi mình tính tháng tính ngày. Dạ. Là mình đi có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Dạ. Không có mình nhịn. Còn mình có bệnh hoạn là mình đi vô nhà thương, mình khỏi làm phiền nó. Còn ấy thì vô nhà thương là vô một mình rồi ai mà chăm. Rồi tiền gì Mười đâu mà lo. Mày nằm đó. Dạ. Mình có bảo hiểm mà. Dạ. Để vô đóng phần nào thôi. Dạ. À, cái đợt trước á mà con nói dì Mười suy nghĩ thử có muốn thuê nhà trọ ở không đó, thì dì Mười suy nghĩ chưa? Thôi xuống một lần chút, nhà tao nằm ở trong nhà không được. Nằm nhà không được hả? Nằm đây mà cả đêm còn thức không có ngủ. Dạ, ở ngoài thì nó ồn hơn ở trong nhà chứ. Ồn mà nó có gió. Có gió là dì Mười mới chịu được. Còn nằm ở trong có quạt máy để mà để đồ trùm cái đầu nó nhức đầu. Dạ. Nhức nó bít bụng có gió. Dạ. Từ trước đến nay á, con dì Mười là dì Mười thương con thứ mấy nhất, có con thứ mấy quan tâm đến dì Mười không? Không, không thấy thằng nào. Không có ai quan tâm hết hả? Không. Tội vậy ta. Không có ai. Đó. Rồi dì Mười có giận hờn có buồn không? Buồn gì, cái số mình sao chịu vậy, giận làm gì? Giận yeah. Thêm bệnh thêm mình phải lo nó yeah. Có lo mình đâu, chẳng thà mình vô tư để mình làm có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít. Dạ. Đừng có để cái của mẹ vô tư mình thêm mệt mỏi. Dạ. Yeah. Chị Mười ăn tối chưa? Ăn rồi. À, ăn có chút xíu rồi uống. Chị Mười ăn cơm hay là ăn cái gì? Ăn vài muỗng à. À ăn ít rồi thôi hả? Hôm nay quay lại thấy dì Mười gầy á. Hả? Hôm nay quay lại thấy dì Mười gầy hơn lần trước luôn á. Ốm á. Thì ốm. Dạ. Ai cũng nói ốm. Dạ. Có ăn được đâu không ốm. Dì Mười cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ. Dì Mười lớn tuổi rồi, hồi ăn Tết là dì Mười năm nay bao nhiêu rồi ta? 87 đó. 87.
87 năm ngoái là 86. Năm nay là 87 rồi. Dạ. Hôm nay thì con sáng, sáng thì đi qua chợ ai gỡ mua gì mình mua giùm cho người ta. À, đi chợ giùm cho người ta thôi hả? À, mua thức ăn ha, mua cái gì người ta dặn rồi mình mua sách về giùm. Dạ. Hôm nay con quay lại á, có cái món quà nhỏ của cô Lan. Cô Lan gửi cho chị Mười 1 triệu đồng ủng hộ chị Mười để chị Mười có tiền trang trải thuốc men, mua đồ ăn nè chẳng hạn. Và đây là số tiền 1 triệu đồng con gửi chị Mười từ cô Lan á. Dạ. Cho tôi kể là cảm ơn cô Lan. Dạ. Về giờ sức khỏe mừng đau đẹp đó phát tài phát đạt. Dạ. Sắp tới đôi khi con cũng không có qua thăm chỗ dì Mười thường xuyên như mấy đợt trước. Tại vì sắp tới con về ngoài miền Trung rồi, con về Đà Nẵng. Về Đà Nẵng. Dạ, về 1-2 tháng gì đó để quay hoàn cảnh ngoài đó nhiều hơn ở trong này. Dạ. Thì đi đâu quay cảnh nhiều vậy. Dạ, dì Mười cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Ở đây là cái bao gì đây? Bao mền. Mền hả? Mền với áo lạnh. Mền với áo lạnh đây nè các bạn. Đây, mền với áo lạnh bỏ đây nè. Mền gói bỏ đó. À. Mấy hôm nay Sài Gòn có mưa không dì Mười? Không. Dạ. Vài bữa đây tháng 3 cũng mưa. Tháng 3 mới mưa thì các bạn biết không? Dì Mười ở ngoài cái hành lang này nè. Trời mà mưa á là dì Mười nằm ở đây nè, ướt hết nên dì Mười phải mặc cái áo mưa. Mặc áo mưa nằm ngủ ở đây luôn. Hoặc là ngồi co ro lại ngay cái góc á cho mưa nó khỏi tạt vô mặt. À, thương lắm các bạn. Mình chạy đi đục, còn mưa nhỏ bẩn áo mưa thì ngồi nào hết mưa thì mình đau khô mình nằm. À. Có nhiều lúc dì Mười thấy chán nản cuộc đời không? Mình cái số mình nhớ khổ rồi. Dạ. Chán gì. Cứ nằm trời đừng có cho dây dưa. Dạ. Cho chết là chết, cũng dây dưa không có ai chăm sóc, không ai nuôi. Dạ. Vô nhà thương cũng nằm cùng với ông mình, nhiều sức diễn gì cũng mình. Dạ. Có ai con cháu gì đâu mẹ. Có cháu không? Dì Mười có cháu không? Có, nó mắc đi làm. À, cháu mắc đi làm hả? Mà cháu có thường xuyên đến thăm không? Không. Cháu nội, cháu ngoại đều không thăm luôn hả? Cháu ngoại cũng có cháu nội không? Cháu nội thôi. Dạ. Cũng không ai thăm luôn. Ờ, hôm Tết rồi tôi đi về quầy Long Khánh á. Dạ. Thầy có dâu thứ cháu với hai đứa cháu nội, hai ba đứa cháu nội lại đây. Lại đây có tôi đâu lại đây. Dạ. Cũng hai ba đứa cháu nội lại thăm nhưng mà không có hả? Lại cái đi. Đi kiếm đi kiếm chồng cờ bạc. Thăm mà ra đi muốn thăm rồi. Đó lại cái ngày mà nó nghỉ nó chạy về đây nó thăm cũng được. Tại nó không muốn thăm. Dạ. À, đợt trước nghe nói dì Mười có mấy đồng mạnh thường quân người ta gửi tặng á. Có trai Úc tới xin tiền dì Mười hả? Dì Mười có cho không? Không. À, dì Mười đừng có cho giữ tiền đó mà lo thuốc men, lo ăn uống nha. Dạ, để dành cho mình đưa cho nó được. Rồi nó mần, nó ăn được. Dạ. Mình định rồi nó đâu có lo được mình đâu. Dạ, đây là tấm lòng của Mạnh Thường Quân gửi cho dì Mười mà. Dạ. Đây của ít cho lòng nhiều. Dạ. Tấm lòng của ba gia tánh này nhúc cho mình. Mình không để mình lo cái thân mình đưa cho người khác ăn đâu được. Dạ. Thôi dì Mười cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Không biết khi nào con quay lại thăm dì Mười nữa. Dạ. Cái dịp đi ra quay gần Tết vô cũng được. À, gần Tết vô thăm cũng được hả? Ờ. Ăn Tết nào. Dạ, nhưng mà dì Mười phải khỏe con mới thăm được chứ. Dạ. Thôi chào dì Mười nha. Rồi dì Mười nằm nghỉ ngơi đi. Dạ. Dạ. À, sau buổi tối chiều gì đó không lên chuồng ngồi nghe tụng kinh hay là tụng kinh cho nó an lạc. Kể được rồi. À, ngồi đây nghe cũng được hả? Nghe cũng được rồi. Dạ. Vô đó mà ồn ào thêm nhức đầu thêm. Dạ. Ngồi đây cũng nghe kinh kể rồi. Dạ. Thôi dì Mười ngồi nghỉ ngơi xíu rồi ngủ nha. Dạ. À, bây giờ con đi có việc rồi. Dạ.
Dạ, dạ rồi, cảm ơn dì Mười nha. Cái gì vậy, kể lại xong cho gia đình hết nha. Dạ. Rồi, xong xuôi 7 tháng, vô. Dạ, 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 dì Mười nha. Dạ. Dạ.